Trong series chiến đội thám hiểm, Negative Syndicate là thuật ngữ được tổ chức SGS sử dụng để ám chỉ những tổ chức tiêu cực, chuyên săn lùng các báu vật quý giá nhằm chuộc lợi cho những mục đích xấu xa. Thậm chí có những lúc, khi lợi ích đôi bên bị xung đột, các bè lũ phản diện còn quay ra đối đầu trực diện lẫn nhau. Bokenzer là bộ phim kỷ niệm 30 năm của dòng phim Super Sentai. Vì vậy trong phim, các thế lực phản diện này đều ẩn chứa nhiều chi tiết tri ân liên hệ tới các cỗ máy cơ khí của những chiến đội tiên nhiệm. Trong phim có tổng cộng 4 tổ chức phản diện chính và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về chúng. Tổ chức đầu tiên trong video của ngày hôm nay được gọi là nền văn minh Vodomu. Đây là một nền văn minh bí ẩn từng thống trị biển cả vào 40.000 năm về trước. Chúng tôn thờ một vị thần hủy diệt có tên là Vodomu. Thời xa xưa, với hai báu vật gồm trái tim và khối óc của Vodomu cùng nguồn sức mạnh đến từ biển cả, nền văn minh Vodomu đã thống trị thế giới này như những vị thần. Khi đó, con người vì quá khiếp sợ sự thống trị của thế lực hùng mạnh ấy, nên bằng một cách nào đó họ đã thành công phong ấn chúng xuống dưới đáy biển. Cho đến thời đại ngày nay, các nhà thám hiểm gia trẻ tuổi của chúng ta đã vô tình phá giải phong ấn cho tên đại thần quan cùng đám lâu la dưới trướng của hắn. Âu cũng là để đánh cắp một báu vật thần bí, hay đó chính là trái tim của Vodomu. Nhìn chung, nền văn minh Vodomu sở hữu sức mạnh khá đáng gờm khi không chỉ có năng lực cao siêu mà sau này còn có kiến thức chuyên sâu về công nghệ. Đây có lẽ là tổ chức duy nhất đại diện cho cả một nền văn minh cổ đại và ẩn chứa nhiều yếu tố ma thuật. Các tên phản diện hay quái thú liên quan đến đại thần quan hay nền văn minh Vodomu đa số đều được thiết kế dựa trên nhiều di tích hay cổ vật ngoài đời thực. Đầu tiên là tên thủ lĩnh đại thần quan Gaia. Là cư dân còn sống sót cuối cùng của nền văn minh Vodomu và tự nhận mình là hiện thân của Vodomu. Hắn vốn đang yên nghỉ trong một chiếc quan tài bằng đá bên trong tàn tích của nền văn minh này. Song, Gaia đã bất ngờ được thoát khỏi phong ấn bởi Masumi và Natsuki. Với không một chút kiến thức gì về thế giới hiện đại, thế nhưng Gaia vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo khi cho rằng con người vẫn chỉ là những sinh vật thấp kém hạ đẳng, không khác gì so với 40.000 năm về trước và xứng đáng quy phục trước sức mạnh của nền văn minh Vodomu. Mặc dù mạnh miệng là thế, nhưng xuyên suốt phim, Gaia đã không ít lần thể hiện sự vụng về và ngơ ngây của mình, thậm chí là sự hèn nhát khi đối mặt với cơn thịnh nộ của tên Rewon. Với tư cách là một thực thể lâu đời, bên cạnh sự hiểu biết về một số báu vật, lão già này cũng có đủ sự mưu mô để lợi dụng sức mạnh của kẻ khác. Quả đúng với câu nói, gừng càng già càng cay. Hắn ta không ngừng tìm kiếm cơ hội hợp tác với các thế lực khác để có thể đánh bại các Bokenger từ gia tộc Jaryu, hội nhẫn giả Dark Shadow cho đến các Quester do chính hắn tái sinh. Nhắc tới các Quester, một thành tựu vĩ đại của Gaia phải kể đến chính là chế tạo ra động cơ Vodomu, nguồn cung cấp sức mạnh to lớn cho rất nhiều các tên phản diện và quái vật trong phim, bao gồm cả chính bản thân hắn. Do trong quá khứ, chỉ một lần nhìn lướt qua bản thiết kế của nhà phát minh Reon Jorudana, Gaia đã có thể ghi nhớ được toàn bộ công thức và nắm được nguyên lý của động cơ song song. Nhờ đó, hắn mới có thể chế tạo ra động cơ Vodomu để áp chế lại bộ chiến phục của các Bokenger. Cũng kể từ đây, hắn đã từng bước vượt qua các bè lũ phản diện khác. Sau này, Gaia cũng trở thành mối hiểm họa cuối cùng và nguy hiểm nhất mà các Bokenger phải đối mặt. Với sức mạnh của một đại thần quan, Gaia không thiếu những trò ma thuật bí ẩn. Dù cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn bị hóa đá, nhưng lại có năng lực triệu hồi ra đám lính ca sư từ đá hay trói buộc đối phương bằng đá. Trong một số trường hợp, Gaia còn có thể yểm bùa sẵn những hòn sỏi để hỗ trợ lực lượng cho các thế lực khác trong phim. Còn khi không muốn lộ mặt trong những phi vụ liên quan đến báu vật, hắn ta sẽ yểm bùa chú lên những con người vô tội và tay họ sẽ hiện dấu ấn của Vodomu. Nhờ đó, hắn sẽ dễ dàng kiểm soát được nhận thức của nạn nhân nhằm phục vụ cho dã tâm của hắn. Nhưng đừng nghĩ rằng Gaia không dám chiến đấu trực tiếp với các Bokenger nhé. Bản thân hắn ta luôn mang theo một thanh đao, hay thậm chí còn có lần cánh tay của hắn còn được kéo dài để tóm cổ Bokenred rồi quăng đi dễ dàng như một món đồ chơi. Đến hồi sau, tên đại thần quan này đã có một màn lột xác ngoạn mục nhờ cấy ghép tới 3 động cơ Vodomu vào cơ thể. Đến độ, tên vua Rewon cũng chẳng còn là đối thủ của hắn nữa. Các động cơ Vodomu này còn trao cho Gaia năng lực hấp thụ các báu vật, từ việc hấp thụ tội ác bên trong chiếc hộp Pandora để tạo ra quái thú Desperado, cho đến việc hấp thụ các báu vật cung cấp năng lượng cho các cơ khí Gogo. Một số chiêu thức có thể kể đến của hắn như là thổi bay đối thủ hay tự do lơ lửng trên không trung. Sau khi hấp thụ thành công trái tim của Vodomu,
Gaia đã quay trở lại tàn tích Gondomer và tiến vào trạng thái hóa kén nhằm tiến hóa lên một hình thái mạnh mẽ hơn, hay được gọi là Gaiadomer. Hình thái này tuy có sức mạnh vượt trội ngang ngửa một vị thần và còn có khả năng hóa đá bất cứ thứ gì chạm phải, hay thậm chí là điều khiển cả sấm sét. Song, có lẽ do thời lượng hạn hẹp nên màn thể hiện của Gaiadomer chưa thực sự đủ ấn tượng. Ngoài ra, thiết kế ở phần cánh tay đá đặc biệt của Gaia cùng chiếc mũ dị hợm phần nào đó liên hệ tới cơ khí Barrykikion. Đây là chiếc khinh khí cầu được trang bị móng vuốt do chiến binh Momo Ranger trong series Go Ranger điều khiển. Còn hình thái nâng cấp Gaiadomer của hắn, để ý giữa ba động cơ Gondomer được gắn giữa ngực có ẩn chứa một ngôi sao, mà thiết kế ngôi sao ở giữa ngực cùng hai chiếc vai cồng kềnh cân xứng thì không thể nhầm lẫn với hợp thể nào khác ngoài Gatai O'Blocker của chiến đội O'Ranger. Tiếp theo là đám lính tay sai Sentonin Kasu. Là những tên lính được đại thần quan Gaia triệu hồi từ đá với nhiệm vụ cản trở các kế hoạch của chiến đội Bokenger giúp hắn, hay đôi khi là hỗ trợ cho các thế lực khác. Chiến đấu tay không với đám này thực sự là một điều khá khó khăn khi mà cơ thể chúng cứng như đá và còn vô cùng nóng khi chạm vào. Thường thì Kasu sẽ cầm theo những ngọn đuốc, nhưng khi được thiêu đốt bởi ngọn lửa, nó có thể lập tức hóa thành một chiếc lưỡi liềm. Không chỉ vậy, đám Kasu này còn có khả năng tái tạo lại những vết thương nhỏ. Dựa trên diện mạo mang biểu tượng của Gondomer cùng với chiếc đai thắt lưng nổi bật, tạo hình của Kasu làm mình liên tưởng tới cỗ máy Red Punch đến từ series O'Ranger. Tiếp đến là cự thần Gondomer. Đây là một vị thần khổng lồ chìm sâu dưới đại dương và được biết tới như di tích điện thờ của nền văn minh Gondomer. Giờ đây, khi nó được Gaia trao cho trái tim Gondomer, thân khổng lồ Gondomer mới thực sự được hồi sinh. Vũ khí cổ đại bằng đá này, theo lời kể của Gaia, thì nó đến từ ngoài không gian và được nền văn minh Gondomer tôn thờ từ 40.000 năm về trước. Sức mạnh của nó vốn lớn đến nỗi con người đã từng phải khiếp sợ và cố gắng phong ấn cùng với cả nền văn minh này xuống dưới đáy biển. Tuy nhiên, có lẽ vì còn thiếu báu vật là bộ óc của Gondomer cũng như xuất hiện trở lại ngay từ tập đầu tiên nên vị thần này chưa gây ra được quá nhiều khó khăn cho chiến đội Bokenger. Nhìn tổng thể thì cũng có thể gọi vị thần Gondomer này giống như một tòa kiến trúc di động với rất nhiều bánh răng và chi tiết cánh cổng hay tòa tháp. Cảm hứng thiết kế cho vị thần này, nếu ta để ý kỹ phần vai, sẽ thấy chi tiết vuốt và cánh quạt đều tương tự như chiến hạm Barryburn của chiến đội Goranger, cơ khí mà được tổ chức Eagle chế tạo. Còn ngoài đời, văn minh con người cũng không thiếu những công trình kiến trúc cổ đại hùng vĩ như này, có thể kể đến như Angkor Wat. Đây là một quần thể đền tại Campuchia và là một di tích tôn giáo lớn nhất nhì trên thế giới. Thêm một điểm đáng chú ý nữa, đó là phần ngực của vị thần Gondomer nhìn khá giống với một chiếc mặt nạ của các bộ lạc khi xưa, kèm theo những nét khắc họa lại khá giống với kiến trúc xưa của tộc người Maya hay Aztec. Kế tiếp là cự thần Gagadomer. Đây là vị thần khổng lồ do Gaia chế tạo ra nhằm kết hợp với nguồn năng lượng đến từ động cơ Gondomer khổng lồ, nhưng bị chính hai tên Gai và Ray cướp mất ngay sau khi được hoàn thành, và hai tên kia đã biến nó trở thành một Quester Robo để đi săn các báu vật. Gagadomer được trang bị thêm một báu vật nữa, đó là khẩu thần công sấm sét hủy diệt. Cự thần này có thể kết hợp động cơ Gondomer khổng lồ với hai động cơ của Gai và Ray để tạo ra những phát bắn uy lực hơn nữa và làm gần như tê liệt chuyển động của các Bokenger. Ba chiếc đèn ở cổ khi nhấp nháy còn có thể tạo ra những vụ nổ đánh sập các tòa nhà trong thành phố. Thiết kế với bố cục chiều dọc đầu cú cùng giáp ngực đầu sư tử nhằm để tri ân tới Gatai Lairobo của chiến đội siêu thú. Ngoài ra, thiết kế tạo hình của Gagadomer còn có liên hệ tới những chiếc cột Totem của dân tộc bản địa sinh sống tại khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương của lục địa Bắc Mỹ. Đây là những chiếc cột trụ nhiều tầng được chạm khắc tinh tế thành hình thù của những loài động vật khác nhau, đi kèm với nhiều ý nghĩa biểu tượng, có thể đóng vai trò như một gia huy hay tưởng nhớ tổ tiên, thuật lại những truyền thuyết, các sự kiện đáng chú ý và bảo vệ di sản văn hóa của người dân bản địa. Kế đến là tên Mogari. Hắn là một chiến binh samurai đất sét với sứ mệnh canh giữ một báu vật có tên là Kirby, được cất giấu ở thung lũng Kirbitani. Tại đây tương truyền rằng đầu của những võ tướng từng chống lại triều đình đã được đem đi hiến tế, dẫn đến một lời nguyền rằng bất cứ ai tới thung lũng Kirbitani đều sẽ bị biến mất. Nhưng Gaia đã lấy được báu vật kia và tiết lộ rằng Kirby vốn chứa đựng một thứ thuốc kỳ diệu xuất phát từ một bộ tộc đã bị tận diệt từng sống ở khu vực này. Thứ thuốc ấy quý giá đến nỗi họ phải nhờ tên Mogari canh chừng. Chỉ cần dính một chút giọt nước từ Kirby,
thì lập tức có một lớp sương mù sẽ che kín tầm nhìn của nạn nhân và đưa họ tới đối mặt trực tiếp với Mogari. Khi đó, Mogari sẽ ngay lập tức truy đuổi và đòi trả Kirby lại cho bằng được. Đến hồi sau ta mới được tiết lộ rằng, Mogari mà giao chiến với các Bokenger ban đầu thực ra lại chính là một công tác kích hoạt nhằm để triệu hồi ra một Mogari khổng lồ hơn nữa. Với tạo hình và lối đánh của một samurai thời xưa, có lẽ ngoài các Shinkenger ra, ta chỉ có thể liên tưởng tới người máy khổng lồ đầu tiên của Super Sentai hay Battle Fever Robo đến từ series Battle Fever J. Ngoài ra, Mogari còn được thiết kế dựa trên các bức tượng đất nung Haniwa. Chúng được tạo ra để sử dụng trong các nghi lễ đặc biệt. Trong thời kỳ Kofun, chúng thường được chôn cùng với người chết như vật tang lễ, với ý nghĩa tâm linh là bảo vệ người đã khuất. Tiếp theo là quái thú huyền bí Remuria. Sau khi độc chiếm thành công quả trứng Remuria, Gaia mới tiết lộ báu vật này, vốn là một tế bào nhân bản phức tạp, có thể tái tạo ra quái thú huyền bí Remuria vô số lần. Thứ sinh vật được coi là cỗ máy chiến tranh, được tạo ra bởi nền văn minh hung mạnh nhất. Bên trong quả trứng vàng chứa một thứ dung dịch màu xanh lá cây. Mỗi khi mở quả trứng ra, sẽ giải phóng ra một sinh vật màu trắng giống rồng, vô cùng cuồng loạn và không có khả năng nhận thức được đâu là thù, đâu là bạn. Theo ghi chép thì chỉ có ai nắm giữ được quả trứng vàng và thanh kiếm vàng của Remuria thì mới có thể kiểm soát được con quái thú này. Như một con rồng bình thường, quái thú huyền bí Remuria có thể phun ra lửa và điên cuồng lao vào cào xé đối thủ. Thậm chí sức bền cùng khả năng chịu đựng cũng cực kỳ mạnh bạo. Đến khi Gaia kết hợp sức mạnh của quả trứng Remuria và động cơ Godomu, một thực thể mới mạnh hơn nữa đã được khai sinh dưới quyền kiểm soát của Gaia. Quái thú huyền bí đã được sửa đổi và gọi là Godoramu. Tất cả năng lực đều không có quá nhiều thay đổi, ngoài sức mạnh được nâng lên một bậc, cùng với ngoại hình có phần cơ khí hơn nhờ vào nguồn năng lượng từ động cơ Godomu. Ngoài ra, cả hai hình dạng của quái thú huyền bí Remuria đều được lấy cảm hứng từ hai gia tài là Magi Legend và Magi King đến từ series Magi Ranger. Cuối cùng là quái thú Desperado. Đây là một con quái vật vô nhân tính, được tạo ra bởi chính đại thần quan Gaia, bằng cách hấp thụ mọi tội ác và tai ương bị phong ấn bên trong chiếc hộp Pandora. Có lẽ bởi vậy mà sinh vật này mới nhuốm một màu ô uế lên cơ thể. Trái với sự hy vọng còn sót lại trong chiếc hộp Pandora, theo như thần thoại Hy Lạp đã kể, Gaia đã nói rằng sự tuyệt vọng là thứ cuối cùng nằm trong chiếc hộp Pandora. Chính vì vậy, hắn ta mới trao cho tạo vật của mình cái tên Desperado. Mỗi bộ phận trên cơ thể của quái thú này đều tượng trưng cho những tai ương, như phần đầu tượng trưng cho bệnh tật và dịch bệnh, cơ thể tượng trưng cho tà tâm và tội ác, phần thắt lưng tượng trưng cho sự nghi ngờ và xung đột, cánh tay phải tượng trưng cho tham lam và dục vọng, chân phải tượng trưng cho nỗi buồn và cam chịu, còn chân trái tượng trưng cho sự đố kỵ và thiếu thốn. Bằng một cách nào đó, tên này có thể cảm nhận được vị trí của các báu vật và lân ra chúng cho bằng được theo chỉ thị của Gaia. Ngoài khả năng phóng ra các tia năng lượng, thì Desperado thường dùng móng vuốt to lớn của bản thân để quét sạch kẻ thù. Tạo hình của Desperado được dựa trên Oranger Robo đến từ series Oranger. Vậy là trên đây, mình đã làm xong về tổ chức phản diện Godomu mà có trong series Bokenger rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!